Alright, xin chào tất cả các bạn. Mình là HB Nguyễn. Mình là người thích nghiên cứu và tìm hiểu về những loài sống ở dưới nước các bạn, đặc biệt là loài cá. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy, tái hiện lại một trò game rất là nổi tiếng trên máy tính mà dần 6-7 năm trước. Đó là trò chơi cá lớn nuốt cá bé. Và hôm nay loài cá mình muốn giới thiệu với các bạn là loài cá mèo mồm to, hay còn gọi là mèo miệng rộng. Loài cá này là loài cá da trơn các bạn. Chúng có 6 gâu giống như những loài cá da trơn khác. Và chúng phân bố nhiều ở Nam Mỹ, chủ yếu ở hai nhánh sông Orinoco và Rio Negro. Và chúng sống chủ yếu là cá săn mồi vào ban đêm các bạn. Ban ngày chúng dành phần lớn thời gian để ẩn nấp rình rập, và khi đêm xuống thì chúng sẽ ra kiếm mồi các bạn. Các bạn nhìn bề ngoài của chúng khá hiền lành và bơi chậm chạp, nhưng các bạn đã lầm, chúng là những loài sát thủ săn mồi rất là ghê gớm. Và đặc biệt là chúng có cái mồm rất là rộng, và cái bao tử chúng cũng vậy các bạn. Chúng có thể nuốt chửng một con mồi lớn hơn chúng nhiều lần, và bụng của chúng tiêu hóa rất là khủng các bạn. Mỗi lần ăn như thế là khoảng 1-2 ngày sau chúng mới tiêu hóa hết con mồi. Và loài cá này thì được những người mê cá cảnh thích những loài cá săn mồi các bạn thì người ta nuôi thôi, chứ còn như mình không thích nuôi, vì con nào nuôi chung với nó cũng bị nó nuốt hết. Mình thấy vậy đâu có thú vị đâu các bạn, mình thấy tội cho mấy con kia. Và kích thước tối đa của chúng khoảng 25 cm rồi nha các bạn. Loài cá này cũng tương đối nhỏ chứ không có lớn lắm. Và cái miệng của chúng đúng như cái tên của chúng luôn á các bạn. Tại sao người ta hay kêu chúng là cá mèo miệng rộng? Tại vì chúng có gâu giống như con mèo, cho nên là người ta kêu cá mèo. Và cái miệng của chúng rất là rộng, cho nên người ta kêu là cá mèo miệng rộng hay cá mèo mồm to. Sớm giờ các bạn từng thấy nó nuốt nhiều con rồi đấy không? Nuốt cả cá chép, nuốt cả cá kim ngân, nuốt đủ thứ nuốt hết. Và loài cá này màu sắc của chúng thì thường là xám vậy nghe các bạn. Nếu các bạn nuôi ngoài sáng thì chúng lợt hơn, chúng trắng trắng lại chút. Và mình không hiểu nổi là những người nuôi cá săn mồi mà nghĩ sao bỏ con Oranja vô cho nó ăn các bạn. Mình thấy mình rất là bức xúc luôn. Nghĩ sao con cá ba đuôi đẹp nhẽ, cá ba đuôi đầu lân, đem cho chúng ăn, thấy nổi dịch liền. Mình thấy mình không có thiện cảm luôn á các bạn, ác cảm nữa. Thay vì cho chúng ăn những loại cá dụng mua ngoài chợ hay gì đó đi, cho ăn cá ba đuôi. Và loại cá này thì chúng tấn công, chúng dằn vặt những con mồi rất là dữ các bạn. Và chúng nuốt con mồi không tới 3 giây nữa. Nếu con mồi mà nhỏ,
Và việc săn mồi như vậy của chúng không phải lúc nào cũng thành công các bạn. Nhiều trường hợp cá mèo mồm to đã phải nhả con mồi ra vì nuốt con mồi quá lớn các bạn. Thậm chí có những trường hợp nuôi trong bể là chúng nuốt con mồi quá lớn khiến cho cái hệ tiêu hóa của chúng không tiêu nổi và chúng chết trong vòng mấy ngày sau đó các bạn. Tại vì chúng không tiêu hóa được mà chúng không nhả ra được luôn các bạn. Cho nên là chúng sẽ đai. Và loài cá này mình khuyến cáo các bạn không nên nuôi chung với nhiều loài cá khác để tránh trường hợp chúng ăn thôi. Rồi, hôm nay tạm biệt các bạn. Và hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé.